Điện Thái Hòa là cung điện nằm trong khu vực đại nội của kinh thành Huế, là nơi đăng quang của 13 vua triều Nguyễn từ Gia Long đến Bảo Đại. Trong chế độ phong kiến, cung điện này được coi là trung tâm của đất nước. Xây dựng và trùng tu. Quá trình xây dựng và trùng tu Điện Thái Hòa được chia làm 3 thời kỳ chính, mỗi thời kỳ đều có những thay đổi lớn, cải tiến về kiến trúc và trang trí. Vua Gia Long khởi công xây dựng vào ngày 21 tháng 2 năm 1805 và hoàn thành vào tháng 10 cùng năm. Năm 1833 khi vua Minh Mạng quy hoạch lại hệ thống kiến trúc cung đình ở Đại Nội, trong đó có việc cho rời điện về mé Nam và làm lại đồ sộ và lộng lẫy hơn. Năm 1923 dưới thời vua Khải Định để chuẩn bị cho lễ tứ tuần đại khánh tiết của nhà vua mừng vua tròn 40 tuổi diễn ra vào năm 1924, Điện Thái Hòa đã được đại gia trùng kiến. Qua các đợt trùng tu lớn nói trên và nhiều lần trùng tu sửa chữa nhỏ khác dưới thời vua Thành Thái, Bảo Đại và trong thời gian gần đây vào năm 1960, 1970, 1981, 1985 và 1992 điện Thái Hòa đã ít nhiều có thay đổi, vẻ cổ kính ngày xưa đã giảm đi một phần. Tuy nhiên, cốt cách cơ bản của nó thì vẫn còn được bảo lưu, nhất là phần kết cấu kiến trúc và trang trí mỹ thuật. Chức năng, điện Thái Hòa là biểu trưng quyền lực của hoàng triều Nguyễn. Điện, cùng với sân trầu, là địa điểm được dùng cho các buổi triều nghi quan trọng của triều đình như lễ đăng quang, sinh nhật vua. Những buổi đón tiếp sứ thần chính thức và các buổi đại triều được tổ chức hai lần vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Vào những dịp này, nhà vua ngồi uy nghiêm trên ngai vàng. Chỉ các quan tứ trụ và những hoàng thân quốc thích của nhà vua mới được phép vào điện diện kiến. Các quan khác có mặt đông đủ và đứng xếp hàng ở sân đại triều theo cấp bậc và thứ hạng từ nhất phẩm đến cửu phẩm, quan văn đứng bên trái, quan võ đứng bên phải. Tất cả các vị trí đều được đánh dấu trên hai dãy đá đặt trước sân trầu, kiến trúc là nơi thể hiện uy quyền của quốc gia, điện được xây trên nền cao 1 mét, diện tích 1.360 mét, nguy nga bể thế trông ra một sân rộng. Cung điện được xây theo lối trùng thiềm điệp ốc và được chống đỡ bằng 80 cột gỗ lim được sơn thép và trang trí hình rồng vườn mây, một biểu tượng về sự gặp gỡ giữa hoàng đế và quần thần đúng như chức năng vốn có của ngôi điện. Nhà trước và nhà sau của điện được nối với nhau bằng một hệ thống trần vòm mai cua dưới máng nước nối của hai mái nhà thuật ngữ kiến trúc gọi là máng thừa lưu chính trần mai cua này nối với nửa trong tạo ra một không gian nội thất liên tục thống nhất rộng rãi không còn cảm giác ghép nối hai tòa nhà việc ứng dụng máng thừa lưu là một sáng tạo của người xây dựng điện nó chẳng những che kín được sự lõm sũng của nơi nối hai mái mà còn tạo nên nhịp điệu kiến trúc đây cũng là một dụng ý của kiến trúc sư điện không được xây cao như của trung quốc vì vậy nửa ngoài mái cao hơn nửa trong mái thấp hơn mục đích là tạo cảm giác cao cho gian ngoài nơi bá quan hành lễ bên trong thấp vừa làm nổi bật gian ngoài vừa là nơi vua ngồi nên kín đáo uy nghiêm hệ thống vì kèo nóc nhà sau tương đối đơn giản chỉ làm theo kiểu vì kèo cánh áp nhưng hệ thống vì kèo nóc nhà trước thì thuộc loại vì kèo trồng giường giả thủ được cấu trúc tinh xảo toàn bộ hệ thống vì kèo giường cột ở đây đều liên kết với nhau một cách chặt chẽ bằng hệ thống mộng chắc chắn mái điện lợp ngói hoàng lưu ly nhưng không phải là một giải liên kết mà được chia làm ba tầng trồng mí lên nhau theo thứ tự từ cao xuống thấp gọi là mái trồng diêm, mục đích là để tránh đi sự nặng nề của một tòa nhà quá lớn đồng thời để tôn cao ngôi điện bằng cách tạo ra ảo giác chiều cao cho tòa nhà. Giữa hai tầng mái trên là giải cổ diêm chạy quanh bốn mặt của tòa nhà. Giải cổ diêm được phân khoảng ra thành từng ô học để trang trí hình vẽ và thơ văn 197 bài thơ trên những tấm pháp lam theo lối nhất thi nhất họa. Trang trí cũng như kiến trúc của Điện Thái Hòa nói chung, có một khái niệm đặc biệt đáng chú ý là con số 5, và nhất là con số 9. Hai con số này chẳng những xuất hiện ở trang trí nội ngoại thất của tòa nhà mà còn ở trên các bậc thềm của điện. Từ phía đại cung môn của tử cấm thành đi ra điện Thái Hòa, vua phải bước lên một hệ thống bậc thềm ở tầng nền dưới là 9 cấp và ở tầng nền trên là 5 cấp. Trước mặt điện số bậc cấp bước lên đệ nhị bái đình và đệ nhất bái đình cộng lại là 9. Tiếp đó, hệ thống bậc thềm ở nền điện cũng có 5 cấp. Đứng ở sân đại triều nhìn vào hay từ phía tử cấm thành nhìn ra người ta đều thấy trên mỗi mái điện đều được đắp nổi 9 con rồng ở trong các tư thế khác nhau lưỡng long trầu hồ phù đội bầu rượu lưỡng long triều nhật hồi long rồng quay đầu lại rồng ngang ở nội điện cũng thế từ ngai vàng bửu tán các mặt diềm gỗ chung quanh cho đến mỗi mặt của ba tầng bệ mỗi nơi đều trang trí một bộ chín con rồng ngày nay điện thái hòa trở thành một điểm du lịch nổi tiếng